Xin chào tất cả quý khách hàng, tất cả các nhà phân phối, đại lý, cộng tác viên trong và ngoài nước. Ngày hôm nay, Nhật Kim Anh xin giới thiệu đến 9 dòng sản phẩm của công ty cổ phần mỹ phẩm Laura Sunshine. Trên tay Nhật Kim Anh là chai sữa rửa mặt Clear Surround, là một trong những chai sữa rửa mặt của công ty mỹ phẩm Laura Sunshine. Clear Surround này rất đơn giản, chị em mình chỉ việc buổi sáng và buổi tối sử dụng 2 lần. Mình chỉ chiết ra một ít thôi, sau đó mình xoa cho có bọt, nhớ là phải thấm ướt cái da của mình trước nha. Sau đó mình xoa nhẹ, massage nhẹ trên khuôn mặt của mình và sau đó rửa sạch lại với nước. Nếu như mà những ai kỹ càng hơn thì sẽ sử dụng thêm chai tẩy tế bào chết nữa thì sẽ rất tốt, và kết hợp hai thứ với nhau thì sẽ cho mình một cái làn da mịn màng, trắng hồng tự nhiên. Và đặc biệt Clear Surround có thể sử dụng cho nam và nữ nha cả nhà nhé.